Ý yo, xin chào Châm Sứa lại là mọi người đây. Thì là mà hôm nay giới thiệu với Châm Sứa là mọi người đi làm tóc ha. Nay mọi người đi phẩy lai tóc nhưng mà là tóc nối nhá. Đây là anh Duy, một chiếc làm tóc cho mình 4 năm qua. Mình đóng họ ở đây cũng khá là nhiều. Thì là mà hay da rẻ thì mình để tóc đen hơi lâu. Nên là nay là mình đi làm tóc mới he mọi người. Cái lai là mình mua dạng dán, rất là đơn giản, tiện dụng và dễ nhanh gọn. Đây là salon hair Duy Nhung. Anh Duy và chị Nhung thì anh Duy là làm tóc, còn chị Nhung thì làm thẩm mỹ phun xăm các kiểu nhá. Trời ơi, lai nối nhìn dài có ước gì tóc mình dài như thế, ước gì mình có nhiều tóc. Ái ơi, chủ quán giật tóc khách á. Đấy, thân thiết quá như người nhà đó cũng khổ để bị giật tóc rồi. Ôi, nghĩ là khổ đời, tôi không làm gì có miếng tóc nào đâu. Để nối xong thì cắt tỉa, dọn cỏ một xíu cho nó đẹp đẽ này, cắt lại cái mái cho xinh nè. Chủ quán này có cái kiểu các bạn ạ, làm tóc đẹp. Nhưng mà đến cái đoạn giật tóc hay là giật như quả bóng, đầu mình sẽ tròn vo. Đó, cắt tỉa dọn cỏ xong mình làm xoăn xíu ha, cho xinh xỉu này. Nhịp beat luôn vang trong đầu, đam mê từ lâu đã chạy trong máu. Chữ và nhịp flow ta biến cảm xúc mình thành kho báu. Đối với người khác âm nhạc chỉ được nghe, đối với ta âm nhạc. Đó trời ơi, ta đẹp quá bay ơi, bất cờ chứ bay ra. Đó, siêu đẹp trai châu Á rồi mọi người ạ. Chào Châm Sứa, mọi người sẽ gặp Châm Sứa ở clip sau nha, bye bye.